Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Chồng cú lấy vợ tiên, bộ trưởng tới dự đám cưới. Hình ảnh đứa con ai cũng ngỡ ngàng. Người ta thường nói tình yêu là không phân biệt tuổi tác, gia cảnh, ngoại hình. Nhưng thực tế những cặp đôi đũa lệch vẫn thường xuyên trở thành đề tài bàn tán của dân mạng. Cặp đôi Lee Joy và Nong Wan ở Campuchia là ví dụ điển hình như thế. Anh Lee Joy là một diễn viên hài tại Campuchia. Nhờ vẻ ngoài khác thường xấu lạ, anh nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả và bắt đầu tham gia đóng phim, game show, trở thành nhân vật khá quen mặt trên truyền hình. Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới đầu năm 2018. Anh Lee Joy công khai chuyện sắp làm đám cưới với một cô bạn gái tên Nong Wan. Sau đó, chuyện này đã trở thành đề tài bàn tán gây bão trên mạng xã hội. Sở dĩ dân mạng bàn tán nhiều về đám cưới giữa Lee Joy với cô gái Nong Wan là bởi sự chênh lệch về ngoại hình quá lớn. Trong khi anh Lee Joy thường bị chê cười là xấu xí, thì vợ anh lại sở hữu nhan sắc khá xinh đẹp và mặn mà. Nhiều người cho rằng anh Lee Joy không xứng khi kết hôn với cô Nong Wan, nhưng nhiều người khác cũng nói rằng cô Nong Wan chỉ cưới anh Lee Joy vì tiền bạc và sự nổi tiếng của anh ấy. Bất chấp những lời dị nghị xung quanh, anh Lee Joy và cô Nong Wan vẫn quyết tâm đến với nhau. Ngày 27 tháng 2 năm 2018, đám cưới của cặp đôi chính thức diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Đám cưới này còn có sự tham dự của ông Hun Manet, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, con trai Thủ tướng Hun Sen tới chúc phúc và tặng quà cưới trị giá 40 triệu riel, gần 23 triệu đồng. Giữa tháng 9 năm 2019, sau gần 2 năm kết hôn, cặp đôi vợ tiên chồng cũ thông báo đã sinh con trai đầu lòng. Cô Nong Wan viết trên mạng xã hội: "Em nhìn mẹ kìa, tình yêu của mẹ, 14 tháng 9 năm 2019. Con nặng 3,3 kg. Người thân, bạn bè và dân mạng thi nhau chúc mừng cho cặp đôi. Nhiều người cảm thấy tò mò không biết đứa con của anh Lee Joy và cô Nong Wan sẽ ra sao. Và khi những bức ảnh được hé lộ, tất cả đều vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt. Em bé vô cùng kháu khỉnh và xinh xắn, được nhận xét là có những đặc điểm giống cả bố lẫn mẹ. Trong những bức ảnh đầu tiên chụp cùng con trai, anh Lee Joy không giấu nỗi hạnh phúc và vui sướng khi lên chức bố. Từ ngày có con, anh Lee Joy và cô Nong Wan cũng thường xuyên khoe hình ảnh của con lên mạng xã hội hơn. Cậu bé giờ đây đã được hơn 1 tuổi, hay cùng bố mẹ ra ngoài dạo chơi và càng ngày tỏ ra bụ bẩm nhanh nhạo." Trước đây nhiều người từng nghi ngờ chỉ trích cặp đôi đũa lệch, thì giờ đây họ lại chúc phúc và ngưỡng mộ cặp đôi vì cuộc hôn nhân hạnh phúc. Sau khi trải qua nhiều đắng cay, cặp đôi đã gặt hái được quả ngọt. Anh Lee Joy cho biết, giờ đây vợ con là tất cả đối với anh và anh sẵn sàng làm mọi việc để chăm sóc bảo vệ vợ con mình. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.